Hello, chào mừng em đã quay trở lại channel mình nhé. Thì mình xin tự giới thiệu mình là Lộc Gió Điên, đàn anh của thằng Nam Xe Ôm đây. Và hôm nay thì mình sẽ vào đây mình chấp hết luôn. Hôm nay mình sẽ solo squad đây rồi. Lộc Gió Điên đây. Bạn chạy đi đâu? Có tay chân nóc đó. Đậu xanh. Từ 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 anh ơi, bình tĩnh bình tĩnh. Đây này. Đây ạ. Bắn cạnh ạ. Này càng với chúng tôi này có hai tên thôi à. Trời ơi, có hai ông thôi. Vâng, có hai tên bay vào đây đã clear rồi. Mình bảo mà Lộc chấp hết luôn. Lộc là Lộc Chó Điên đây. Ok, hôm nay mình đã đổi thành tên khác rồi anh em ạ. Tại vì sau clip này thì chắc là mình sẽ làm một clip trà trộn cộng đồng ấy. Lâu lâu sẽ đổi tên và tiếp tục những cái clip trà trộn. Rồi, hôm nay nghĩ ra được cái tên nghe rất là thích này. Nghe rất là hay, anh em thấy tên mình có ngầu không? Nếu mà ngầu thì hãy cho mình một nút like và một comment ý kiến nha. Còn tin nữa à? Trời ơi, ngồi đấy mà xàm xàm tí nữa team này nó móc mình trời ạ. Cứ tưởng nó có mỗi team hai lúc nãy, gạt luôn. À, trước mặt này tầm này là gạt luôn anh em ạ. Lộc Chó Điên mà đây. À, nhìn này, rồi nốc tiếp này, bắn căng phết nhờ. À, một tên nữa vừa chạy lại rồi, mình ốp bom luôn, chắc là đang cứu đấy. Thôi quả bom này tiễn các bạn lên đường luôn. Ui hơi mạnh rồi sao ấy. Trời ạ. Này thì đẩy lên này, nốc một ông, còn ông kia nữa. Đấy, ông kia lùi về rồi. Ông kia này vừa được cứu ấy sao ấy, yếu cực kỳ luôn. Đây này. Ôi máu này, rồi, đẩy lên luôn rồi. Vậy là có hai team, một team 2 với lại một team 3 mà thôi. À con bot. À, có tiếng 24 ở dưới này. Ui, đây rồi. Mình biết ngay là khu này có người. Ui, từ từ mấy anh hai ơi. Bình tĩnh nha. Đừng có nóng máy mà cháy buji. Để dừng đây, mình chờ các bạn luôn. Đây đúng không? Trời, điệu ông này cầm tinh con trâu à? Vãi cả trường. Bắn như vậy mà không nóc. À, còn tên kia nữa chạy trống này. Trời ơi, cái gì đây? Cái hình nộm mình lại tưởng là người. Ôi, phải là trưởng team này nguyên team cá voi xanh à? Sao trâu thế? Ui, ui ba ông rồi anh em ơi, không được rồi, đứng đây hỏng rồi, toang toang. Phải công vào mới được. Đây, hello các bạn, mình là Lộc Chó Điên, công vào luôn. Trận này phải chơi cục. Rồi, nóc này, ui bên trái mình, gạt luôn. Đây này, ui hai tên. Không được, không được, không được. Ui, trời ơi. Ui, vẫn còn 3 tên nữa anh em ơi, team này nguyên 4. Thôi, thấy mỡ rồi. Đứng đấy hơi toàn anh em ạ. Ốp bom này, nốc một rồi. Ui, né né ngay. Nó ốp bom là sấp mặt. Đây này. Rồi, nốc tiếp này, còn ông cuối nữa thôi. Mình công luôn, tên cuối đang sau tường hay sao ấy này. Đây đúng không? Trời ơi. Mình là ai? Mình là Lộc Chó Điên đấy. Đừng có đùa với Lộc Chó Điên nhá. Clear. À nãy mình nghe ông nào có 24 ấy. Không có ai qua cầu nhỉ. À đây rồi, có xe luôn. Mình đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Lập chốt nãy giờ. Để xem nào, tên này có đeo khẩu trang không? Không đeo khẩu trang à. Ây à. Ôi, hay đâm nóc luôn. Nếu quả mình bắn yếu cực kỳ luôn ạ. Gạt luôn, có mỗi một tên thôi à. Thanh niên lại tính gọi là trốn cách ly à. Lại còn không đeo khẩu trang nữa. Như này là không được. Tịch thu phương tiện luôn này. Đậu xanh. Định trốn cách ly cơ, thông chốt cơ. Để con xe lấy phát tí nữa mình khử trùng. Mấy ông thần này là dễ bị corona lắm. Hôm nay mình đã gọi là trang bị gọi là full full giáp rồi. À, phun mũ ấy để tránh dịch rồi. Mấy ông này không đeo khẩu trang. Vâng, mình nghĩ chắc là không còn ai qua cầu rồi anh em ạ. Chắc là mình lên xe mình vào bo thôi. Ôi, thứ chân này. Trời ơi, thì ra là con bot. Đâu ra vẫn là con bot này nữa. Ui, hết xăng rồi. Trời ơi, hai con này xăng nó cũng như nhau. Nhưng mà mình nghĩ là lượng xăng này vẫn đủ để chạy vào bo được ấy. Ui dồi, hai team nó đang công nhau kìa, đang bắn nhau ấy. Mình nghĩ chắc là bắn nhau chỗ ấy, cầu bên kia rồi. Cầu bên này mình chỉ cam được đúng có một tên mà thôi.
hơi buồn. Thôi xong, kiểu này chạy bộ sắp mặt rồi. Trước mặt mình không có một con xe nào luôn. À đây, ôi giời ơi, tự nhiên xe nó lại xuất hiện trước mặt này. Thần kỳ vãi cả trường ra. Ôi, được đấy nhở. Cứ tưởng ngoài này chạy bộ, ai ngờ. Mà dạo ở đây mình thấy là từ khi update xong nha, bây giờ xe spawn cực kỳ chậm luôn anh em ạ. Mình nghĩ chắc là do game chứ không phải do máy đâu. Máy mình đâu cũng đâu phải yếu đâu. Chip A11 mà, nhưng mà nó cũng hơi hơi lag một chút. Nhưng mà lần trước trước khi update mình nhớ là xe spawn cực kỳ sớm luôn. Mình đi khoảng cách đâu mấy trăm mét mình đã thấy xe rồi. Nhưng mà lần này nhá, cứ đi lại gần nhiều khi đứng sát bên cạnh xe nhưng mà nó vẫn chưa hiện ra cơ. Lag đấy là trưởng. Đây rồi, bắn nhau này. Hai khu nhà chỗ ngã tư luôn. Mình la vào luôn. Ôi, đang lốt đầu này. Đây đúng không? Lộc chó điên đấy. Một tên công ra. Ê, leo ra này. Đấu kìa. Đợi xem cái tên nào khều trên đồi. Rồi, đốc này. Gạt đã. Nãy mình vừa nghe có tiếng chân trên nóc nhà này hay sao ấy. Có một tên trên nóc. Đúng rồi. Rồi, còn lên team này này. Ui dồi ôi, còn tên kia nữa. Chạy đi đâu bạn ơi? Bạn chạy đi đâu rồi? Ui, có một mạng à, trời ơi. Buồn thế nhở. Tưởng có đấy nổ xe có bốn mạng cơ. Còn cái team trên đồi bắn mình nãy giờ. À đây rồi, nằm giữa đường này. Ơ, hụt kìa. Ơ, cái gì vậy? Rồi, một bên vào người này. Ơ, cái cổ lát đồi sao ấy. Đây này, cái đầu này. Ơ, lát đồi rồi anh em ơi. Bảo sao mấy cái viên đầu mình bắn như vậy mà không trúng. Trời, lát đồi thật. Ơ, vẫn bắn cho mình kìa. Đuối thật đấy. Tên này nữa. Ơ, à đây, nốc được này. Rồi, một viên này. Trời ơi, hết đạn đúng lúc thế. Gạt ông này đã. Ây à. Ở cái chỗ đoạn này nó bị lag, khó chịu nhờ. Đứng góc này cao. Ui. Từ từ, mình phải leo lên, mình đứng lên cái chỗ cái đoạn nóc tầng 3 ấy. Chứ là mình nghĩ là sẽ có góc bắn được. Đây. Ui, khuất rồi, góc này không bắn được. Thôi chắc là mình lên xe mình công lên luôn đi anh em ạ. Đút ít đồ mình công luôn. Rồi. Vậy là trên kia là có hai tên. Chạy luôn rồi. Chạy nhanh thật. Để xem xác mấy ông này nào. À, giáp 3 vẫn đang còn xài được này. Rồi công lên luôn đi. Trên kia có hai tên thôi. Ủa, đoạn này công hơi thốn nha. Đoạn này đoạn đỉnh chỗ khu quân đội. Không sao, đoạn này mình nghĩ là leo được. Ôi, có tiếng xe quát ở dưới hay sao ấy nhở? Ủa, hai tên lúc nãy vừa nằm chỗ này đâu rồi ta? À, đây đây đây. Trên cao này. Đây đúng không? Úi dồi, lâm không kìa. Bạn ơi. Bạn làm cái gì đây? Bạn vừa chơi đồ về à? Trời ơi, thanh niên này. Có một tên nữa đâu nhở? Ủa nãy hai ông vừa dắt tay nhau đi lên trên này cơ mà sao bây giờ lại còn có một ông đây? Nó mày tếu thế. Ủa? Đuổi thật đấy. Nãy nằm bên cạnh nhau bắn nhau âu yếm nhau bây giờ từ cái lúc mình công lên thì mỗi ông một hướng luôn. Chả hiểu kiểu gì. Ôi, thay đơn té núi chết kìa. Vãi cả trường. Tấu hài game mình anh em ạ. Rồi vậy là còn 3 tên nữa. Mà nãy mình vừa nghe có tiếng xe quát ngay chỗ này mà. Đây là con bác ghi từ trước ấy chứ. Con quát kia là lúc nãy mình lao vào. Mình không hề nghe nhầm luôn. Tiếng quát nó chạy đâu ấy. Đổi con xe quát anh em ạ. Con này còn nhiều xăng không nhỉ? Đây con này nhiều xăng này. Hay là chạy qua hay sao ấy nhỉ? Chắc chạy mất rồi.
À, từ từ đã, mình vào khu nhà này mình phun nước đã. Ờ nhá, mình cũng để ý có nhiều bạn có comment trên kênh ấy, có nhắc mình là tại sao nhiều khi thấy mình nhặt rất là nhiều nước nhưng mà ít khi uống nước ấy. Mình cũng thấy mình ngáo vãi trời ra. Nhặt toàn gọi là mười mấy lon nhưng mà không bao giờ gọi là phun nước ở những cái bao cuối đâu. Ở những cái bao cuối này phun nước nó cực kỳ quan trọng luôn anh em ạ. Nhiều khi nước phun nhá, mình bị bắn còn chấm máu ấy, nó sẽ giúp mình có một mạng luôn đó. Nó cứu được mình một mạng luôn. Ồ, thính sau lưng này, hay là mình về chỗ hầm thính đi. Biết đâu lại cái team còn lại kéo qua bên chỗ hầm thính này, đỡ phải đi tìm. Lại kiếm cái giáp ba mới luôn. Ở đây có người luôn này, trời ơi. Ngay trước mặt mình từ đâu, nhìn mình này. Ôi, nóc này, trời ơi, cốp 3 sấy nó hơi bị trơ. Đấy, cốp 6 độ giật nó cao, sấy nó kìm, nó căng tay, nó sướng thật. Một tên ngay chỗ hòn đá nữa. Đấy là núp rồi. À, cái kia là cái bàn. Ôi, đây này. À, thì ra là bạn luôn. Đây, tên cuối cùng ngay dưới hòn đá. Trời ơi. Đâu rồi bạn ơi? Đấy, mình thấy rồi nhá. Đây, mình lên này, mình lấy góc mình vẩy phát mời từ này, chốt hạ luôn này. Đây đúng không? Trời ơi, ok. Vậy là lồng chó đen đã giành được trận đấu top 1 rồi anh em, mở với 20 mạng thôi. Trận này hơi ít kill một chút. Chắc là hẹn mọi người clip sau với lộc chó điên và sẽ cố gắng mình sẽ kiếm được nhiều kill hơn anh em ạ. Rất mong mọi người hãy ủng hộ cái series và lộc chó điên đi khô máu trong cái thể thức solo squad này nha. Còn bây giờ thì xin chào mọi người và hẹn mọi người ở những clip tiếp theo nha. Bye bye anh em.